con mở ra nhá. Rồi. Mà không có tiền nhá, thì đừng bao giờ mà bố ấy. Đây này, đây. Bố đi, bố mở ra đi. Bố mở ra đi. Qua trả, qua trên đó không bao giờ con lấy tiền. Nói thật ngoan đấy. Ngoan cái gì? Con này thì bố bảo đi rửa con như thế. Cái gì đây? Cái gì đây? Sao vậy con? Hả? Bố! Cái gì đây? Không có cái là gì? Tiền gì đây? Tiền đây. Tiền gì ở đây? Hay là tiền của anh hay là... Thôi, bà như vậy bà quá thất vọng với các cháu rồi. Từ trước sao cái này nhá. Sao mày lại xảy ra cái chuyện như thế này? Tin mày như nào? Mới bây giờ đây. Cứ cho tao mới bỏ tiền đây. Tiền đây. Tiền đây. Không đánh nó. Thôi cứ cướp mình này. Bố đánh chết cái này. Bố đánh chết đi. Thôi. Bố đánh chết đi. Thôi. Bố đánh chết đi. Con nói chặt với bố nhé, không ạ, con lấy tiền của bố đâu. Con chết nào không, con lấy tiền bố. Có hỏi luôn thì em chỉ chắc chắn là thằng Anh đi có thằng Anh bà mẹ ta cũng không tin là không bao giờ nó thì không tin biết đâu nó lấy thật sao không chả tin là chúng nó vậy tự nhiên nó đi xuống đây nữa không tưởng trước cái này chúng nó ngoài ngoài hắn chứ không có con động có bà hai bố ừ con à đây anh hỏi chứ đúng không thằng này nhìn thấy bố vào bà xuống đây làm gì mày có lấy tiền của bố mày không tiền gì mà tiền đấy bố hôm nay mất tiền mất chục triệu đấy mất chục triệu đấy nghĩ đâu bố bà lại mất tiền, bố mất tiền bà mất tiền. Bố để đâu mất tiền? Tiền đấy là bố có việc, mà ngay thì không thấy đâu. Nay bố đi làm về nhưng mà bố không đi cho tao đấy. Bố gọi bà nó mới đầu này. Bà đi có lấy tiền ở đâu đấy rồi? Gì mà đi mà liếc gì con? Anh hỏi được. Nhà ông bà cũng chơi à? Vâng. Bố bà chơi một mình nó bà cũng chơi vậy. Vâng. Xem là tiền bạc bố cháu mẹ anh này mất. Hôm nay là đâu có tính tiền về nhưng mà tìm tiền không thấy. Bà có biết bà này từ hôm vừa rồi đấy là thằng anh ngoài với cái này nó về là nó bảo thôi thì bây giờ là nó đi thuê nhà nó ở là tôi bảo thôi không phải ở đâu ở đây chứ vợ chồng mày cứ ở đây chứ đi tao còn tiền năm như nào cháu xuống đây thì tôi nói thật ông bà tôi không biết vậy giờ xuống đây ông bà lại bảo là em mất tiền. Bố nghi ngờ con lấy tiền à? Không. Không thì bố đi về đi. Con ở nhà rồi. Cái vali của mày.
ngoan mày để đâu? Cầm một ba ly tao làm sao? Để đâu hả? Mày đâu nói gì? Tụi mày có tin rồi, tụi mày không lấy vậy, tụi ba ly để đâu? Ba ly tao là ba ly của tao, hiểu chưa? Không ai được phép đụng vào cả. Tao nói như thế, bố với bà đi về đi. Bố bà tin một buôn. Con này không ở trên đấy rồi, chúng ta mất tiền xuống đây thì. Không bao giờ nghi ngờ phải không? Nghi ngờ vậy, không nghi ngờ bố xuống đây bố hỏi tiền. Thôi, thì cứ bảo luôn. Bố hỏi là việc của bố. Mày bố mày, mày cứ bắt cái gì? Mày không bảo chúng mày ba ly không phải xem lục cơ có tiền đâu, không cầm của bố đi sao? Vô tình cầm bố gất đâu mà làm sao biết được, làm gì mà vô tình cầm. Hay là chúng mày tưởng tiền chúng mày lấy sao? Đừng có tưởng mày thích xin đảo lung tung không? Mày thích xin đảo lung tung không? Hả? Mày xin đảo lung tung bây giờ con mở ra nhá. Rồi mà không có tiền thì đừng bao giờ mồm bố ấy. Đây này, đây. Bố mở ra đi. Bố mở ra đi. Qua chả con chết đói không bao giờ con lấy tiền. Nói thật ngoan đấy. Ngoan cái gì? Con này thì bố bảo tin tưởng con như vậy. Cái gì đây? Cái gì đây? Tiền gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Sao vậy con? Hả? Bố. Cái gì đây? Không có cái là gì? Tiền gì đây? Đây. Tiền gì ở đây? Hay là tiền của anh hay là... Làm như vậy bà quá thất vọng với các cháu rồi. Từ trước cái này nhá. Mình xảy ra cái chuyện như thế này. Tin mày như nào? Mới bây giờ đây. Đấy, tiền ở đâu ra đây? Anh xem mà đếm có đủ đủ tiền của anh mất không? Từ trước cái này nhà mình không bao giờ mất tiền. Mà các cháu hôm nay lịch tiền các cháu lịch lấy tiền như vậy. Đây không là tiền của anh là... Phải không? Sao lại biết tiền gì đâu? Để đâu ra đây? Tiền là gì đây? Giấy à? Nhưng mà tôi mới nói với ông như vậy này. Nếu mà ông nói như vậy thì tôi nói ông vẫn biết là tiền như vậy thôi. Nhưng mà tôi không bảo nếu mà còn nó lấy tiền nữa đã trả lôi ba ly ra đây cho ông xem nhá. Nó giấu đi thì được sao, nó để ba ly đây. Nó giấu đi không ngờ nhá, từ xưa đến nay mình mất lòng tin. Nhưng mà báo ấy, giờ nó khổ cái nữa đây, tiền nó nặng nó như thế này, bây giờ biết nói làm sao. À, bây giờ tôi nghĩ rồi, ông cứ đi, tôi nói. Tôi nghĩ rồi, hôm nọ là thằng này xuống cho tôi. Xuống làm gì? Tôi về đây là cái lén lút này trong phòng cái đi ra. Đúng thằng này, anh chồng mang xuống rồi. Mày xuống đây hả? Mày xuống đây, xuống đây. Mày xuống đây, xuống đây. Không phải đâu, xuống rồi. Mày xuống đây, xuống đây. Đúng rồi, không phải ai đâu. Mày đi chợ tụi không? Hả? Mày đi chợ tụi không? 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 Mày nhìn theo đúng có tiền không? Hả? Đúng rồi, đúng không? Thằng Bali nó chưa phải tiền không? Sao không bây giờ tôi không biết? Nó giả tô à? Mất tiền là? Con không bảo cái gì mà? Đấy mẹ xem có tiền không? Đúng rồi, hôm nay là tiền, tao làm cái gì nữa? Ba nhìn thấy tao không bỏ tiền rồi không? Nó xuống, tao đi về đây để tao thấy ra trong này đi ra, tao dán lụt trong này đi ra. Mày muốn chết không? Mày đi chợ tụi không? Mày đi chẳng cho không? Cứ từ từ thảnh thảnh. Tôi nói với ông nha, nhấn mạnh vào đây. Cái quài này lấy đi, không phải đây. Mày lấy tao tiền đi. Mày xuống nhà tao đúng không? Mày xuống nhà tao mới bỏ tiền vào đây. Không đừng đánh nó. Thôi kia đừng cướp bình này. Bố đánh chết cái đi này, bố đánh chết đi. Thôi. Bố đánh chết đi. Thôi. Người. Bố đánh chết đi. Con nói chặt với bố nha, không ạ, con lấy tiền của bố đâu. Con chết rồi, con lấy tiền bố. Con nó lấy luôn thôi. Nó lấy thì lấy mang ra đi đây cho anh xem. Nó giống cái thằng này đúng không? Mày giả toàn đúng không? Thằng kia kìa. Ông về ông đẩy lại đồ ông nhá. Con nói là con trai ông đừng đánh nó như vậy. Nhưng mà khổ ấy giờ nó như thế này, ông biết nói làm sao bây giờ. Đây. Bà tin tưởng các cháu lắm rồi, đấy. Trước thế này. Bà tôi là không phải là nó. Không có làm. Nếu nói lên bà cho lấy tiền đâu. Mang ba đi ra đây cho ông bà xem nó cắt tiền này, giấu tiền đi chứ sao nó lại ở đây nó lo cho ông bà xem. Xem đi. Vậy nhưng mà bà bảo ơi bây giờ tiền nong như thế này thì sao biết nói cái gì. Tiền nong chỉ có thằng này hôm nọ xuống là nhét tiền vào đi rồi nhét. Bà nhìn tôi. Tao nói mày tao đi mày. Bà nhìn mày bảo là mình xuống phải thằng đàn ông nói ở nhà nó đang kêu mất rồi, tức là nó bảo là con này tôi bảo là cháu tôi không bao giờ nghi ngờ cho hai đứa lấy tiền đấy, hai đứa này không bao giờ nó lấy tiền ở nhà tôi không bao giờ mất, ở nhà tôi không bao giờ nó lấy rồi thôi không thôi cháu không được làm như vậy, cứ từ từ giải quyết thôi, bỏ ra cháu này chết luôn thôi mày ra thôi thôi thế này mày quá thôi bố này đập chết luôn lâu không ấy nó đâu. Thế xem lại xét lại cái vụ này. Bây giờ nó lấy tiền nữa. Cầm tiền cho tao. Ê, bố cầm tiền của bố về đi. Bố con ông cầm tiền con ra cầm tiền như vậy đâu bà. Này bà cầm tiền. Ông cầm tiền về đi. Bà cầm tiền về. Tiền này, tiền của bố con này cầm về cho bố con. Tiền bạc hết. Con này lên lên ta nói cho mày nhá. Nếu nó lấy nó không mang mang ba ly cho mày khám nhá. Nó giống tiền đi. Không mất tôi thôi. Ba về ba bảo. Đấy con biết người lấy rồi. Tiền của bố con mà bố con thì cầm lấy đi, bố cầm lấy tiền đi. Đưa cầm tiền cho bà cầm về. Đấy, bố mày có cầm gì cầm. Ông bố ta cầm tiền về đi. Tôi cầm tiền về đi. Để con đưa bố con đi. Tôi không thể tin được. Cầm tiền về. Tôi không thể tin được cháu tôi như thế nào. Đây, tôi không thể tin. Bố cầm tiền về đi. Cầm đi. Tiền đấy. Con không còn lấy tiền của bố mày. Anh lấy xe đi. Từ đây nhá. Mấy đứa đừng lên nhà tao nữa. Mày cầm tiền về đi. Không.
vậy đừng phải nói tôi nói với ông nhá, vậy ông không tin con ông là ông tin em ông à hả? Con ông đẻ đã tuột cho ông không tin ông thì tin em ông à? Nó ở đây, đi về mẹ. Nó ở chỗ kia, tiền này, em chưa chịu rồi. Cũng đây đừng về tao nữa. Bà về bà dạy lại con bà.